và các bạn ấn vào Task Protection để bảo vệ. Ở đây có mặt password cho các bạn. Các bạn nạp password gì thì bạn, ví dụ mình đánh 123, confirm lại password của các bạn 123 và bạn ok. Như vậy là firework của mình đã được khóa. Xin chào tất cả các bạn đã đến bên cạnh mình. Trong video ngày mai, mình sẽ hướng dẫn các bạn có nội dung của một trang văn bản work. Khi các bạn có một firework mà các bạn không muốn cho người khác chỉnh sửa nội dung firework của các bạn, ví dụ như mình có một file này để mô tả về công việc của IT, sau khi mình gửi file đi cho người khác và không muốn người khác cho chỉnh sửa nội dung file của mình, muốn đảm bảo bảo mật các thông tin trong firework này của mình, thì các bạn làm như sau. Ở trên thanh tab 3, các bạn chọn vào bằng review, các bạn chọn tiếp theo vào bằng request editing, sẽ xuất hiện thêm một bảng request editing cho các bạn. Một là bằng format, bằng định dạng của bạn. Phần thứ hai là edit, là bằng chỉnh sửa. Các bạn đích cà phê bằng allow only this file editing in the statement. Mã định là no change this only và các bạn chọn vào fill needs inform. Và các bạn ấn vào task protection để bảo vệ. Ở đây có bằng password cho các bạn nạp password gì thì bạn, ví dụ mình đánh 123, confirm lại password của bạn 123 và bạn ok. Như vậy là firework của mình đã định khóa. Toàn bộ nội dung trên firework này sẽ không thể chỉnh sửa được. Không thêm nội dung, không có edit, không có chỉnh sửa, không có tẩy xóa bất kỳ một nội dung nào trên firework này của mình. Các bạn muốn gỡ bỏ file cuộn ra và các bạn lại muốn chỉnh sửa file cuộn này thì các bạn ấn vào Stop Protection, tạm dừng cái chức năng bảo vệ. Đây thì các bạn nạp file cuộn của các bạn lại 123, ok. Và bây giờ các bạn lại chỉnh sửa dựng file cuộn của các bạn. Và video hôm nay của mình là dừng ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì bạn hãy like, share và subscribe kênh mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.